Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 10 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức trang trọng chu đáo lễ tang cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh và tiếp tục làm tổ công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác khắc phục hậu quả của bão lụt và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Các đợt lũ liên tiếp dài ngày đã gây ra nhiều thiệt hại đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp và những thiệt hại lớn do mưa lũ gây ra tại miền Trung, sáng nay ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức trang trọng, chú đáo lễ tang cho 13 đồng chí hy sinh và thực hiện tốt nhất chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời yêu cầu Quân khu 4 cần tiếp tục làm tổ công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba tại Thừa Thiên Huế một cách nhanh nhất, an toàn nhất. Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, bồi hồi nhắc lại câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Mang, chỉ huy đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhân dân đang cần chúng ta đến, thì bất luận phải hy sinh cũng phải đến. Đường đi hết sức khó khăn. Đến thời điểm 21 giờ ngày 12 tháng 10, do thời tiết xấu, tuyến đường độc đạo bị sạt lở, nên đoàn dừng chân tại tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sâm Bồ. Thì khoảng 0 giờ 15 phút, lũ ống ập đến cuốn đi 13 người. 8 người khác thoát khỏi khu vực sạt lở. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã huy động trên 600 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm cán bộ chiến sĩ mất liên lạc. Đến 19 giờ 29 phút ngày 15 tháng 10, đã tìm thấy đủ 13 người trong đoàn công tác bị mất tích. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xúc động sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu kiên cường của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ cứu trợ thiên tai với những mất mát và hy sinh to lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu 4 là một trong 6 quân khu của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là hậu phương quan trọng trong kháng chiến, vừa là tiền tuyến trực tiếp chống kẻ thù xâm lược. Đây cũng là nơi đào tạo ra nhiều tướng lĩnh xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao Quân khu 4 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền nơi đóng quân, duy trì và giữ vững tình quân dân thắm thiết, bền chặt. Nhấn mạnh đến tinh thần tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu dân, giúp dân khi người dân gặp hoạn nạn. Thủ tướng khẳng định, về việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4 đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thủ tướng Chính phủ. Cái điều mà chúng ta rất là ấn tượng sâu sắc trong thời điểm hiện nay, đó là việc cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước hết, các đồng chí đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Thủ tướng, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về công tác cứu hộ cứu nạn đối với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng này. Điều không may đã diễn đến, đoàn công tác do đồng chí Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn cùng 11 cán bộ sĩ quan của Quân khu 4 và 2 cán bộ dân sự là đồng chí Chủ tịch Ủy ban huyện Phong Điền, một phóng viên đã bị tai nạn nghiêm trọng, đã dũng cảm hy sinh để cứu dân. Thủ tướng biểu dương lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan đã kịp thời thành lập sở chỉ huy tiền phương để tìm kiếm người gặp nạn. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tổ chức tang lễ chu đáo, trang trọng đối với các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong sự cố Rào Trăng Ba vừa qua, để tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tổ chức thăm hỏi động viên với tình nghĩa cao nhất đối với thân nhân, gia đình những người bị nạn, thực hiện chu đáo chế độ chính sách đối với các đồng chí đã hy sinh. Thủ tướng cũng chỉ đạo Quân khu 4 tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn trong bối cảnh các cơn bão tiếp tục đổ bộ vào địa bàn miền Trung, tiếp tục phối hợp với Thừa Thiên Huế tìm kiếm những người là công nhân vẫn đang mất tích tại khu vực Rào Trăng Ba.
Nhân dịp này, qua Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ 13 gia đình có người thân hy sinh trong sự cố Rào Trăng 3 vừa qua, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Sáng nay, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác khắc phục hậu quả của bão lụt và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Tiếp và làm việc với đoàn về tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và đoàn công tác về những nỗ lực cố gắng trong công tác khắc phục hậu quả của trận bão mới đây và mưa lũ những ngày qua của các đơn vị trung ương cũng như các cấp chính quyền của tỉnh, đặc biệt là công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, thời điểm này, công tác tìm kiếm những người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang tiếp tục được các đơn vị triển khai quyết liệt với tinh thần khẩn trương nhất. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ nên công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Các lực lượng tiếp tục mở đường vào khu vực Rào Trăng 3 để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, chính phủ đã hỗ trợ cho tỉnh 1.000 tấn lương thực. Để giúp người dân khó khăn vùng lũ, tỉnh đang tiếp tục xin chính phủ hỗ trợ đợt 2 với phương châm không để người dân nào bị đói và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh khắc phục hệ thống hạ tầng cơ sở bị hư hại nặng nề, nhất là tuyến đê biển. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương phát huy tinh thần phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ mới. Trong buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã thông báo với đoàn về công tác cứu hộ cứu nạn tại tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3. Liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, do tình hình mưa lũ kéo dài và hậu quả thiệt hại về người quá lớn nên cần phải tập trung chỉ đạo khắc phục. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạm hoãn. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức vào cả ngày 21, 22, 23 tháng 10 tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương ghi nhận tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo với phương châm 4 tại chỗ của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng quân đội, công an, giao thông vận tải, nông nghiệp đã làm tổ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bước đầu đã thực hiện được một số mục tiêu đề ra. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính xin gửi lời chia buồn, chia sẻ với những mất mát với các gia đình nạn nhân có người thân hy sinh, mất tích trong thiên tai lũ lụt. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa phải đối phó với tình hình mưa lũ mới, khó khăn chồng chất khó khăn. Do đó, quân và dân Thừa Thiên Huế trên dưới một lòng, đoàn kết tiếp tục phát huy tinh thần bốn tại chỗ, vận động người dân để ổn định cuộc sống, tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, không để người dân thiếu đói, thực hiện vệ sinh môi trường khu vực vùng lũ, giải quyết chế độ chính sách cho những người hy sinh, những gia đình bị mất mát do mưa lũ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Về công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, sau khi khắc phục hậu quả bão lũ, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội chú đáo, an toàn, đảm bảo theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã trao cho tỉnh Thừa Thiên Huế số tiền 200 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Số tiền này được huy động từ việc phát động cán bộ công nhân viên chức của Ban Tổ chức Trung ương đóng góp. Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank mỗi đơn vị hỗ trợ 5 tỷ đồng. Cùng trong chuyến kiểm tra công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tới kiểm tra tại Sở chỉ huy Tiền phương ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Cùng đi có đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo kết quả cứu hộ cứu nạn đạt được trong thời gian vừa qua của các lực lượng tham gia cứu nạn các nạn nhân bị mất tích với đoàn công tác. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thực hiện tìm thấy 13 nạn nhân tại tiểu khu 67. Hiện nay, các đơn vị tiếp tục thông tuyến đường 71 để tiến vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Lực lượng công binh cùng phương tiện đã tiếp cận được tới khu vực Rào Trăng 3, còn 13 km. Hiện có 21 lực lượng, gần 1.000 người tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến gia đình các nạn nhân bị mất tích, hy sinh trong bão lũ vừa qua. Biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Mưa bão hiện diễn biến phức tạp do hoàn lưu cơn bão số 7 và cơn bão số 8 đang hình thành trên biển Đông, khiến công tác tìm kiếm sẽ khó khăn. Để làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng chức năng cần cố gắng hơn nữa làm tốt công tác chính sách cho những người hy sinh và thiệt mạng, tập trung mọi nguồn lực với quyết tâm tiếp cận rào Trăng Ba với phương châm nhanh, gọn, an toàn và hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia. Động viên các lực lượng đang công tác tại hiện trường và có phương án luân chuyển các lực lượng phù hợp. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng cần ổn định tình hình nhân dân, động viên các gia đình bị nạn sớm ổn định cuộc sống, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ và không được chủ quan trong mọi tình huống. Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phạm Minh Chính trao 200 triệu đồng tặng Sở Chỉ huy Tiền phương, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng. Thưa quý vị, sau khi các lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể của 13 cán bộ sĩ quan chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại tiểu khu 67, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được tiếp tục khẩn trương tại điểm sạt lở của thủy điện Rào Trăng Ba, nơi đang có rất nhiều công nhân mất tích. Sau nhiều ngày nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường. Thông tin mới nhất đến 11 giờ ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm một thi thể ở thủy điện Rào Trăng Ba, đồng thời đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm. Huy động cả lực lượng tiếp tục mọi nỗ lực để khơi thông đường lên thủy điện Rào Trăng Ba, nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy thủy điện trên sông Rào Trăng và đường 71. Tại buổi họp, các thành viên ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã đề xuất một số phương án cho công tác tìm kiếm như cho kỹ sư khảo sát lại địa hình, tiếp cận giải tỏa ách tắc mới tìm kiếm, tăng cường phương tiện cơ giới để mở đường thông tuyến vào thủy điện Rào Trăng Ba. Vấn đề hậu cần cũng được nhiều thành viên lưu tâm vì rất quan trọng nên cần chủ trọng đảm bảo. Bên cạnh đó, cần có lực lượng cảnh báo sạt lở trong quá trình cứu nạn. Tại thủy điện Rào Trăng 4, hiện tại đã an toàn do không có đồi núi, mặt bằng rộng có thể làm trạm trung tâm trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Về phía quân khu 4 cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nắm chắc thời tiết, báo cáo các vị trí cứu nạn chính xác để công tác tìm kiếm diễn ra thuận tiện. Cùng với đó thì quân khu 4 cũng yêu cầu phối hợp đảm bảo lực lượng cơ động thật tốt cho quá trình cứu nạn. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, 4 và tiểu khu 67. Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, thời tiết trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ không thuận lợi, do vậy phải tiếp tục mọi nỗ lực để khơi thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3, nhanh chóng tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Về công tác cứu nạn, cần duy trì hoạt động Sở Chỉ huy Tiền phương, cử một trinh sát nắm chắc tình hình địa hình để xác định vị trí cứu nạn. Chủ tịch tỉnh đề nghị trong quá trình thực hiện công tác phải đảm bảo hậu cần tốt, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, trong đó có phương tiện phù hợp vào địa hình. Trong quá trình làm thì tôi đề nghị, một, phải có một hệ thống hậu cần tốt, hậu cần đến bao gồm, một, điện, hai là đảm bảo cái lương thực cho nên, thứ ba là phương án cứu hộ cứu nạn cho trong công tác. Khi cần thiết, ta sẽ diễn ra tôi nói vậy, tại vì nguy cơ sạt lở vẫn có nguy cơ cao, mà trong 2-3 ngày tới thì vẫn có mưa lớn. Tôi đề nghị Viettel, VNPT phối hợp với quân đội để đảm bảo tất cả mọi phương tiện, mọi người đi đâu có thể thông tin về sở duy này để điều hành. Chứ không có thông tin thì vẫn không làm gì được hết. Một trong những vấn đề Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh đó là đảm bảo người ra vào công vụ, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn và thi công, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Chính vì vậy, cần ra soát lại để có những phương án thực hiện tối ưu. Thưa quý vị, công tác cứu hộ tại điểm sạt lở tiểu khu 67 tuy đã kết thúc, nhưng còn đó nỗi đau, mất mát rất lớn khi 13 cán bộ chiến sĩ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn trên đường thực hiện nhiệm vụ đã hy sinh. Liên quan đến công tác tổ chức tang lễ cho 13 cán bộ chiến sĩ, quân khu 4 sẽ tổ chức tang lễ vào ngày 18 tháng 10 tại nhà tang lễ 268. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định số 1817/QĐ-CTN
truy tặng huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, và ông Phạm Văn Hướng, trưởng phòng thông tin tuyên truyền, cổng thông tin điện tử, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1594/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng Ba. Trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ bị hy sinh. Tại các gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến gia đình và thân nhân các cán bộ chiến sĩ lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, đồng thời động viên tinh thần các thân nhân trước nỗi mất mát to lớn này. Cho đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Để kịp thời chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát với gia đình và thân nhân các cán bộ chiến sĩ, dịp này Ban Tổ chức Trung ương đã hỗ trợ 3 triệu đồng và Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình cán bộ chiến sĩ. Đại diện gia đình và thân nhân liệt sĩ đã gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng thời mong muốn công tác cứu hộ cứu nạn các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng Ba tiếp tục được tiến hành thuận lợi và đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, những ngày qua, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung, nhất là khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng, làm nhiều cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và công nhân bị nạn. Tất cả đều mong chờ một phép màu sẽ xảy ra. Thế nhưng tất cả hy vọng đã khép lại khi thi thể của 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ được tìm thấy. Sự hy sinh mất mát lớn này để lại nhiều tiếc thương cho người ở lại. Nhận thông tin cả 13 người trong đoàn đều đã không qua khỏi trong sự cố sạt lở đất. Trên các trang mạng xã hội đồng loạt thay đổi các hình ảnh đại diện để bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự hy sinh anh dũng của các anh, các chú. Nhiều dòng cảm xúc được chia sẻ. Con trai mà đã trở về đây, nhưng lặng im con không chào mà nữa. Mà thương yêu con về không đi nữa. Công tác lần này lần cuối mà ơi. Song song với đó là những lời kể, những câu chuyện về những người đã mất. Là thiếu tướng Nguyễn Văn Mang, một vị tướng quyết đoán luôn xông pha đến những địa bàn nguy hiểm xung yếu nhất để hỗ trợ người dân. Là anh Phạm Văn Hướng, người phóng viên hiền lành, luôn động viên anh em nỗ lực trong công việc. Với quê hương Phong Điền, người dân những ngày gần đây đều bày tỏ niềm tiếc thương đối với người lãnh đạo trẻ, chân chất, gần gũi. Căn nhà đơn sơ của anh những ngày này lúc nào cũng tập trung đông người. Họ đến để đón anh về với gia đình, với anh em đồng nghiệp. Chúng mình rất là thiệt thà, rất là gần gũi mọi người, rất là tình cảm, sống rất tình cảm, chan hòa. Với sống người mọi người rất là vui vẻ. Sau khi mà nghe tin của anh Bình bị mất, thì xóm riêng cũng áo nói, nói chung đều ai cũng chảy nước mắt và cảm động, thương xót với anh Bình. Trong xóm, trong khu vực rất thiết thiết cháu, thì khu vực cháy dày luôn. Đấy, những nhà thăm hỏi vì là dọn vệ sinh thì rồi làm hết. Đó. Để đưa cháu về. Từ nhỏ mình là sống ở xóm làng thì không mất lòng ai, sống thì rất trang hòa, rất hòa đồng. Đó, công việc của xóm làng giúp đỡ là tình làng của xóm là bình quả tuyệt vời. Trong xóm làng có công việc gì là bình điều sống dạo là chúng không là ra tay làm luôn, chứ bình không có nài hay ai đâu. Nhưng mà biết bình là mất tích, mình không bà con với cả nhau, sống với nhau tình cảm từ vì chưa giờ, cho nên thấy tình quả là đau lòng. 13 cán bộ chiến sĩ đã đi xa, nhưng họ sẽ sống mãi trong lòng người dân Thừa Thiên Huế, người dân Việt Nam. Sự xông pha không nề hà nguy hiểm của cả anh sẽ tô thắm thêm truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Tiếp đầu chương trình với những thông tin về công tác ứng phó với mưa lũ. Hiện nay, trên biển Đông đã xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển. Đối với khu vực đất liền, sẵn sàng phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và diễn biến mưa lũ, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 1393 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài ra, các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, các đợt lũ lớn liên tiếp vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Đoạn quốc lộ 49B nối giữa ba xã của hai huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà có chiều dài 8,5 km. Đây là đoạn đường đi qua vùng thấp trũng, thường xuyên ngập nước. Vào mùa mưa lũ thì đoạn giữa cầu Ca Cúc với đập Thảo Long chịu tác động của dòng chảy và bị hư hỏng rất lớn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại trục đường 49B đoạn qua cầu Ca Cúc và đập Thảo Long, sau khi lượng mưa đã giảm hẳn hơn 2 ngày và nước nguồn đã ngưng đổ về, nhưng gần 1 km từ xã Phú Dương đi xã Hương Phong vẫn còn ngập sâu trong nước, có đoạn trên 0,5 m, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đặc biệt là sau hơn 5 ngày bị ngập lũ, đoạn từ đập Thảo Long đến cầu Ca Cúc khoảng 700 m, mặt đường bê tông nhựa đã bị bong tróc, rất khó khăn cho việc di chuyển của các loại phương tiện. Theo người dân ở khu vực này thì đỉnh lũ năm nay không cao bằng năm 99, nhưng cường độ nước lũ chảy rất nhanh và dữ nên việc bong tróc kết cấu là dễ hiểu. Dạ, cái lục này là nước chảy nắng quá cho nên lục. Hơn nữa hai bên đang làm kỹ này. Anh thấy mỏng quá đấy cho nên hàng chịu không được cái nước chảy á. Thì là các vấn đề là quá như cái đồ chảy của quá như cho lục đỉnh kia là bên kia quá như để chịu chính là quá như 70% thôi. Nhưng mà đấy thì quá như là 100% rồi. Đây là trục giao thông quan trọng nối liền vùng Ngũ Điền của huyện Phong Điền, ba xã vùng ven phả của thị xã Hương Trà là Quảng Công, Quảng Ngàn, Hải Dương. Việc đảm bảo giao thông đáp ứng yêu cầu đi lại thuận lợi cho cư dân là hết sức cần thiết, giảm tải được lưu lượng đi qua bến đò Cồn Tộc ở xã Quảng Lợi, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Để giao thông thông suốt, phòng ngừa tai nạn thương tích khi lưu thông trên trục đường này cần phải được đầu tư bằng bê tông xi măng có sức chịu đựng nước ngâm dài ngày cùng với thiết kế tránh va đập, giảm bớt tác động của dòng nước. Mùa mưa bão là vừa rồi thì là nước mất nước nó chảy xiết quá nên nó chảy nó đâm ra nó sỏi lên mặt cái cầu nên nó lùi tất cả toàn bộ mặt cái làm cho cái bao mong phải là cấp bộ để giam ở dưới. Thì bây giờ mà để đảm bảo lại thì chắc là có lẽ là phải đơn vị quản lý và làm răng là mà kết hợp với Sở Giao thông Vận tải để đề xuất là cái phương án mà cho được thì là cái mặt đường làm bằng bê tông xi măng hoặc là cái cầu khác quan tốt hơn để thay thế cái lớp bê tông nhựa. Để đảm bảo giao thông kịp thời cho người dân, đơn vị quản lý ở đây đã triển khai các biện pháp như dọn lòng lề đường, xúc bèo tây và đưa phương tiện sang gạt dọn dẹp lượng bê tông, cát sỏi, cấp phối để thông tuyến một chiều. Tuy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục mưa kéo dài, nước tiếp tục ngâm dài ngày thì đây chỉ là tình thế tức thời. Về lâu dài, cần có sự đầu tư đồng bộ hơn, đảm bảo kết cấu hạ tầng không hoặc chịu tác động nhỏ của mưa lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận sự hỗ trợ của rất nhiều tổ chức đơn vị. Sáng nay, thông qua Mặt trận tỉnh, công ty Thaco Trường Hải đã trao hỗ trợ 1 tỷ đồng chia sẻ những khó khăn với người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh. Đại diện công ty Thaco Trường Hải chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Thừa Thiên Huế đang gặp phải do hậu quả của mưa lũ, đồng thời gửi tặng 1 tỷ đồng
mong muốn san sẻ một phần khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty, đồng thời hứa sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất. Cập nhật đến ngày 16 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 8 tỷ đồng từ các cơ quan doanh nghiệp và đã phân bổ 8 tỷ đến các địa phương để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.